Chuyên mục thứ hai sẽ là chuyên mục Showbiz 114 và tin chắc đến bây giờ thì quý vị đã quen thuộc với con số này rồi. Nghe đến 114 là quý vị biết rằng chúng ta chuẩn bị đi đến với những tin tức nóng hổi của làng Showbiz Việt. Tiệc biển đang là xu hướng trên khắp thế giới trong vài năm gần đây. Và trong tháng 8 này, buổi tiệc biển hoành tráng RSVP Beach Party sẽ chính thức trở lại với những bộ bikini nóng bỏng cùng sự xuất hiện của nhiều DJ hàng đầu Việt Nam như King Lady, Duy Duy để tạo nên không gian âm nhạc sôi động và đỉnh cao. RSVP Beach Party 2015 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2015 từ 17 giờ đến 23 giờ 59 phút tại thành phố biển Vũng Tàu. Tối 24 tháng 8 vừa qua, ngôi sao điện ảnh Trương Ngọc Ánh chính thức ra mắt truyền thông dự án điện ảnh tiếp theo do mình sản xuất sau thành công vang dội của Hương Ga. Dự án mới vẫn là sản phẩm kết hợp cùng đạo diễn Cường Ngô và thuộc thể loại hành động với tên gọi Hầm Hố Truy Sát. Trương Ngọc Ánh vào vai An, cô gái có tình yêu, sự nghiệp viên mãn. Đến một ngày, mọi thứ sụp đổ và cô phải đối diện với những tình huống khắc nghiệt của số phận. Được biết, bộ phim sẽ ra mắt trong tháng 4 năm 2016. Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mở phiên tòa trong một tiếng xét xử người mẫu Trang Trần về hành vi chống người thi hành công vụ. Phiên tòa được mở theo đề nghị của bị cáo muốn được xét xử sớm để có thời gian dưỡng thai. Hội đồng xét xử cho hay đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ Trang Trần được hưởng như ăn năn hối cải, khai nhận thành khẩn, phạm tội lần đầu và đang có thai. Chuyện tình yêu của Hoa hậu luôn là chủ đề được người hâm mộ quan tâm bởi người hâm mộ rất tò mò chàng trai nào có thể chinh phục được trái tim của các Hoa hậu. Thật ngẫu nhiên, tháng 8 này có lẽ là tháng tình yêu của các Hoa hậu khi mà liên tiếp Hoa hậu Thu Thảo, Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Diễm Trang vô tình hay cố ý đều lộ diện nửa kia của mình. Khi bên anh em thấy điều chi? Khi bên anh em thấy điều gì? Tiếp nối buổi live streaming thành công, vừa qua Sơn Tùng MTP đã ra mắt MV Âm Thầm Bên Em, thu hút hàng triệu lượt xem của khán giả. Tuy nhiên, MV này lại tiếp tục bị đem ra so sánh với MV mới nhất của G-Dragon. Mới đây, ông bầu Quang Huy đã thể hiện sự bức xúc của mình trên trang cá nhân và khẳng định Sơn Tùng không đáng bị như vậy. Thật lố bịch khi một sản phẩm đã được đóng dấu nhà sản xuất, có credit đầy đủ vai trò và vị trí của cả một ekip là những người có tên tuổi, dễ dàng xác định danh tính mà chúng ta lại đi nhắm vào đầu một thằng bé, chắc nó chỉ bằng tuổi bạn hoặc thậm chí nhỏ hơn bạn.